Chen Haonan đã xuyên qua thế giới tu tiên, nâng cấp kỹ thuật kiếm thuật cơ bản lên cấp độ tối đa. Khi tay nâng dao lên và đưa xuống như cắt dưa và thái rau, các cao thủ từ khắp nơi đều chết liền nhau. Echo, còn ai nữa không? Đồng đạo, trước khi, có thể cho tôi biết bạn đạt đến cảnh giới nào không? Giai đoạn luyện khí, trong tay giai đoạn luyện khí, mất mặt đến 18 đời tổ tiên. Giả vờ là cao thủ giai đoạn luyện khí, nhận một đòn từ tôi, chặt đứt núi Hoa Sơn. Chặt đứt thân xác, chặt đứt linh hồn. Đòn chém bán nguyệt sấm sét. Dường như gió cuốn mây tan. Thực tế là ngọn nến trong gió, không đạt yêu cầu, có thể tránh được cú đánh lớn của chúng ta cùng một lúc. Nếu anh ta ở giai đoạn luyện khí tôi sẽ ăn luôn. Không sao, chỉ cần chúng ta hai anh em thực hiện kỹ thuật kết hợp, Long Thiên Vĩ Đại, đánh giá anh ta là giai đoạn kim đan. Bạn từ khi nào? Đi vòng qua phía sau rồi. Kỹ thuật kiếm pháp cắt xưa lộn xộn bước đầu, đao lốc xoáy cắt xưa. Hừ, tôi thừa nhận bạn rất mạnh, nhưng nếu tôi ra tay, không biết ngài sẽ đối phó như thế nào. Hừ, đợi một chút, chưa kêu bắt đầu. Tôi là một đại tu sĩ kim đan, lại còn không chịu nổi một đòn sao? Kẻ này cuối cùng là thứ cấp bậc nào? Nói đi, nói gì? Ông hãy hỏi một câu đi. Các người tìm làm gì ở làng Thiên Nhai? Làng Thiên Nhai âm mưu nổi loạn, chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của chủ thành Bạch Nhật, đến đây để làm sáng tỏ. Nói bậy, chỉ có những người già trẻ phụ nữ và trẻ con, đừng nói về nổi loạn, ngay cả việc sinh con cũng mất công. Nhiệm vụ của chúng tôi là giết chóc. Ngài phải đi hỏi chi tiết ở thành Bạch Nhật, là ai ăn no rồi lại không có việc làm, vu khống một ngôi làng nhỏ muốn nổi loạn. Đợi một chút, hãy xem xét vì lợi ích của tôi. Ông ít nhất cũng nên nói cho tôi biết, đòn kiếm của tôi gọi là gì? Kiếm pháp cơ bản thông thường, nhưng tôi gọi nó là kiếm pháp trẻ đôi bừa bãi. Tôi không thể tin được, loại võ công bậy bạ đó còn khó khăn cả cho con chó. Làm sao có thể như vậy? Tôi sẽ dùng động thái này, luyện tập lặp đi lặp lại trong 10 vạn năm. Vì vậy các động thái đã có một số biến đổi. Thậm chí cả người chết cũng bị lừa. Kiu Kiu, hãy là một người đi. Đến ngoài ô cổng thành Tự Nhật, hàng dài xếp chặt chẽ kéo dài vài dặm, một đám binh lính đang kiểm tra chặt chẽ những người vào và ra thành. Đạo gia, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì ở thành Tự Nhật? Chẳng phải có một người ngốc sao, dám ám sát chủ thành Tự Nhật, làm cho toàn thành bây giờ đang truy lùng. Đúng vậy, tôi chỉ muốn vào thành mua một chút nước tương, đã xếp hàng 5 giờ rồi. 5 giờ tính là gì? Tôi đến vào sáng hôm qua, chỉ muốn vào thành ăn một bữa sáng, đã xếp hàng 2 ngày rồi. Chỉ cần tìm kiếm như vậy là có thể tìm được. Họ có hình ảnh của kẻ ám sát không? Bạn mù à? Trên tường thành không dán à? Người trên lệnh truy nã đó, ngờ đâu lại là đệ tử của hắn. Đây không phải là đệ tử thế hệ thứ 8847 của tôi sao? Mấy trăm năm không gặp, làm sao mà lẻn lên tường được? Bạn có nói rằng Linh Long Tiên Tử là đệ tử của bạn, hay là thế hệ thứ 8847? Sao bạn không bay lên trời? Sao bạn biết nói khoác? Tôi không nói chuyện với loại người như bạn. Tạm biệt. Anh ta có muốn chen ngang lúc này không? Cút, tôi biết người thích khoác lác như bạn, có lẽ là một tên ngốc. Xâm nhập vào thành Bạch Nhật, Trần Hạo Nam nhanh chóng tìm thấy đệ tử thế hệ thứ 8847. Sau khi thất bại trong việc ám sát, anh ta hoàn toàn không có thời gian để chạy trốn, và anh ta đã lẩn trốn trong phủ chủ thành. Có ai ở đó không? Đệ tử thế hệ thứ 8874, sư phụ đến cứu bạn rồi. Ai đây? Thật không chút nào coi trọng chúng tôi à? Bạn biết như thế nào? Tiên tử Linh Long đang trốn ở đây. Có điều gì đó không viết trên cánh cửa, thì ra thành Bạch Nhật đã biết từ lâu nơi ẩn náu của Yên Linh Long, phát lệnh truy nã, và chờ đợi quân cứu trợ đến, và tiêu diệt gốc rễ. Không ngờ, nhưng lại chờ đến Trần Hạo Nam. Liệu bạn có phải là quân cứu trợ đến cứu người? Cút, bạn có phải là con lợn không? Tôi mặc bộ đồ này có phải không rõ ràng sao? Hãy đăng ký tên, ta không giết những kẻ vô danh. Ghi nhớ rồi, ta tên là Trần Hạo Nam. Đâm chết. Một luồng khí kiếm đâm ra, toàn bộ phủ chủ thành phố bị cây ra một cái rãnh sâu. Tất cả mọi người vẫn đang bối rối. Trần Hạo Nam cứu đồ đệ từ xa. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đến làm loạn ở thành phố Bạch Nhật của ta? Nhận một đòn của ta đi. Sáu đường sinh. Bàn tay trở về ma quỷ. Phủ chủ thành phố. Sức mạnh không tồi, nhưng tốc độ còn chưa đủ. Nếu tổng điểm là 10, tôi sẵn lòng đánh 6.3 điểm. Ghê tởm, thật không thể tin được là có thể thu nhỏ không gian. Trần Hạo Nam này cuối cùng là ai?
Chủ thành phố, thu nhỏ không gian là gì? Một bước đi có thể bẻ cong không gian, kỹ thuật cao cấp có thể bay xa hàng vạn dặm. Có lẽ trình độ tu luyện của người này không thua kém ta. Không ngờ con nhỏ này còn có nền tảng như vậy phía sau. Chủ phủ, nhưng đây là gì mà thu nhỏ không gian? Chỉ là phép thuật bình thường nhất trong giới tu tiên, chỉ là phép di chuyển thần thông thường thôi. Luyện được 10 vạn năm, đã luyện ra phép thuật rác rưởi này mà vẫn có cảm giác sai lầm. Đạp đi vài chục dặm đất, Yến Linh Long mới nhận ra, chính là đại sư phụ mà mình đã không gặp trong trăm năm. Đệ tử xin chào đại sư phụ. À cái đó, đệ tử thế hệ thứ 8847, anh tên gì nhỉ? Đệ tử là Yến Linh Long, chỉ mới 248 năm không gặp, thầy có quên em rồi sao? Đệ tử nhỏ thế hệ thứ 8847 thật ngoan, hãy nhanh lên, không ngờ rằng người của tôi lại là đại sư phụ. Đại sư phụ làm sao biết đệ tử ở đây? Tình cờ đi ngang qua, cứu đệ tử ngẫu nhiên không phải là cầm dao đâm tay. Nói vậy thôi, sao anh lại muốn ám sát chủ thành Tự Nhật Thành? Đồ khốn đốn thèm muốn vẻ đẹp của tôi, để có được tôi, thậm chí đã giết hết toàn bộ môn phái của tôi. May mắn là tôi chạy thoát nhanh, thì ra là như vậy, vậy anh ta thật sự đáng chết. Tôi biết rằng tài năng của mình rất kém, nhưng tôi mong ông xem xét vì quan hệ thầy trò đã từng có. Xin ông chỉ dạy cho tôi một số kỹ năng đặc biệt, đi trừng phạt kẻ trộm chó. Không phải tôi không dạy, thực sự là tôi không biết, nhưng bạn hãy yên tâm, thầy luôn không trả thù sau một đêm. Thật à, thầy sẵn sàng tự tay trả thù cho đệ tử. Hãy nhanh chóng tắm rửa và thay đồ, sư phụ sẽ dẫn bạn đi lắp đặt tiền xu.